tiếp tục vào việc anh chị ơi. Hôm nay chia sẻ anh chị mình căn nhà xây mới ha. Xây mới 100% anh chị. Một trệt 2 tầng lầu. Căn này diện tích là 64m và thổ cư hết quý anh chị ơi, nằm trong khu dân cư nha. Nhà mình tại phường An Phú, thành phố Thuận An và giá bán là 3.800.000.000. Mình còn thương lượng chính chủ, sổ hồng riêng, hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Đây, hôm nay em chia sẻ anh chị mình căn này. Một trệt 2 tầng lầu, hướng đông bắc. Anh chị nào mà Tây Tứ Trạch thì sẽ hợp với căn này nha. Hướng đông bắc anh chị nha. Trong khu dân cư nhà mình đây. Đó. Vỉa hè cây xanh, điện nước đầy đủ anh chị nha. Khu dân cư hiện hữu nha. Khu dân cư này có được khoảng 3 năm ha. Khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm gì đó. Đấy. Ngoài này ở kiến hết rồi này quý chị. Đó, rất là nhiều nhà rồi nha. Nằm trên trục đường Phan Đình Giót, đường liên huyện, 200m gần chợ Đông Đô. Gần vòng xoay An Phú, gần đường DT743. Gần với đường liên huyện, gần đường Nguyễn Thị Tươi. Những cái vị trí em vừa nêu tên rất là gần quý chị nha. Đó. Thì nhà của mình thì giống như em nói ha, 64m, thổ cư hết, ngang 4 giải 16, hướng đông bắc, sổ hồng riêng. Căn này là 3.8 tỷ, thương lượng chính chủ. Nhà xây mới 100% và còn thương lượng thoải mái. Thời điểm này anh chị nào mình đi mua nhà, mua đất thì mình thương lượng ha. Giá chính chủ, thuận mua vừa bán anh chị yên tâm. Còn em Hải review thông tin là đúng 100%. Giá cả mình có thể nói chuyện lại nếu mà anh chị mình thích ha. Còn video em Hải sẽ ghi hình thực tế cho toàn thể quý anh chị mình xem với những cái thông tin chính xác 100%. Đây là một căn nhà tại phường An Phú giống như em nói ha, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh chị nha. Rất là đẹp anh chị ha, nhà xây mới 100% này. Thiết kế của nhà mình nè. Bên đây là tủ kệ để mình để tivi ha. Ở trên thì có quạt trần, được sử dụng đèn led. Video thì em quay nó nháy nháy vậy thôi, nhưng mà ở ngoài nó không có nháy vậy đâu anh chị ơi, anh chị yên tâm ha. Đấy. Bên đây sử dụng các cái tấm PVC ha, phân đá dán hai bên tường rất là đẹp. Nhà rất là mát anh chị nha. Ở đây trang trí một số cái bức tranh nhỏ nhỏ ha, dán tường đó rất là ok. Phía ngoài mình là có hai lớp cửa, một lớp cửa nhôm kính sinh pha, kính cường lực, và một lớp cửa cuốn anh chị nha. Ở đây là một khu vực phòng khách nối dài, mình có thể kết hợp để xe và phòng khách với anh chị nha. Phòng khách kết hợp để xe. Đó. Đây là góc quay này từ phía ngoài vào, từ phía trong ra chứ. Đó. Trọn luôn cả cái phòng khách của mình này, đẹp không quý chị? Đẹp ha. Nhà xây mới và đẹp nha. Anh chị yêu thích những căn nhà như thế này. Hiện tại bây giờ thiết kế hiện đại thì đa số người ta sẽ thiết kế như thế này quý chị ha. Cầu thang dạng như này ha. Ở phía dưới là sử dụng các cái tủ ha, tủ kệ. Đó. Cầu thang sử dụng kính cường lực trong suốt. Chiều nay em lên lầu anh chị mình xem, một trệt 2 tầng lầu anh chị. Nhà xây mới 100%. Căn này vừa xây xong luôn. Anh chị nào yêu thích thì mình cứ vào việc ha, vào việc luôn anh chị nhé. Đấy. Em Hải chuyên tất cả các bất động sản, đất nền, nhà phố, biệt thự, kho xưởng, vân vân, tất cả luôn ạ. Thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Rất là đẹp anh chị nha. Anh chị có nhu cầu thì mình cứ vào việc ha. Em Hải sẽ hỗ trợ anh chị mình một cách tốt nhất có thể. Phía sau này thì có một cái lối thoát hiểm rồi quý chị. Lối thoát hiểm phía sau đây. Đây, chỗ này khóa mất rồi. Giờ phải đi hỏi mật khẩu đi thôi ha. Lối thoát hiểm sau này 1m anh chị nha, 1m nha. Mình có thể làm sân giặt và phơi đồ và lối thoát hiểm của mình đây, hoặc có thể ở phía trên mình cũng có sân giặt phơi đồ nhá. Đây. Nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt tương đối rộng ha, labo, bồn cầu, gương soi đầy đủ anh chị nha. Gương này, bật đèn, đây một cây sen thuyền này để mình tắm này, gạch ốp tới trần, ok ha. Ngoài những cái ngoài căn nhà này ra thì bên em vẫn đang còn rất là nhiều căn nhà khác quý anh chị nha, nhà cũ, nhà mới, nhà lớn, nhà bé có hết. Anh chị có nhu cầu như thế nào, mình cứ vào việc luôn ha, em Hải sẽ hỗ trợ cho anh chị mình. Đó. Bên em có rất là nhiều bất động sản anh chị yên tâm ha. Rồi bây giờ mình lên lầu đi anh chị ơi. Nhà mình có 2 tầng lầu, nhà xây mới đẹp. Căn này 64m ha, thổ cư hết anh chị nha, ngang 4 giải 16 nha, hướng đông bắc nha. Trên lầu 1 nhà mình này, lầu 1 thì 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh bên trong. Phòng ngủ này ở phía sau của căn nhà. Đó, rộng nha, rộng nha quý chị nha. Có cửa sổ này, phòng ngủ mà có cửa sổ là ok rồi, thoáng mát rồi ha. Đấy. Nhà vệ sinh mình đây. Đây khu vực nhà vệ sinh của mình. Căn này ok đó, căn này ok đó quý chị ha. Về mình sắm thêm nội thất ha. Phòng ngủ phía trước đây. Rộng, nói chung căn này là rộng, thoải mái. Phòng ngủ này, cái nhà vệ sinh này nó rộng hơn, kết hợp nhà tắm luôn anh chị ạ. Đây ha. Đó. Còn một cái bồn tắm nằm nữa quý chị ha, labo, bồn cầu, gương soi đầy đủ hết ha. Gạch nó cứ dán tới trần luôn ha, sử dụng đèn led rất là sáng. Đây. Một cây sen thuyền cho mình tắm đây, mình tắm bằng cái này cũng được ha, không thì xả nước ra đây mình tắm quý chị ha. Làm về mệt mỏi nằm ra đó thư giãn luôn ha, rất là ok luôn. Phòng ngủ này phía trước của căn nhà mình, đây là phòng ngủ số 2.
Nhà mình có tổng 3 cái phòng ngủ, thì em Hải đang ghi hình phòng ngủ số 2 cho anh chị mình xem nha. À, trên trần đóng thạch cao hết mấy chị nha, đẹp nha. À, phòng ngủ này phía trước của nhà mình tương đối rộng ha, hai bên tường thì đang để trống, về mình có thể dán những cái bức tranh yêu thích. Rồi bây giờ mình lên lầu 2 anh chị ơi. À, rất mong nhận được sự ủng hộ đến từ toàn thể quý anh chị mình với một lượt đăng ký kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản ha. Để tiếp tục cập nhật các video mới, em sẽ luôn luôn ghi hình thực tế và làm video thường xuyên để cho toàn thể quý anh chị mình xem. Đó. Mình xem thực tế trước khi mình đi xem. Đây, phòng ngủ số 3. Vậy là nhà mình sẽ tổng có 3 phòng ngủ và tất cả 3 cái phòng ngủ của nhà mình đều có nhà vệ sinh bên trong quý anh chị nha. Đó, ha. À, phòng ngủ này cũng giống như phòng ngủ dưới ha, nên em quay vậy ha. À, nhà vệ sinh đó quý anh chị nha. À, rất là ok. Giếng trời nhà mình đây. À, lấy sáng ha, lấy sáng sáng tự nhiên cho căn nhà, à, khu vực cầu thang. Rồi, chỗ này phòng thờ anh chị nha. Phòng thờ rộng này. Phòng thờ, nếu nhà mình không làm phòng thờ mình có thể làm phòng ngủ. À, hoặc có thể khu vực để cho các bé nhà mình học tập, à, tùy ha. Còn đây công năng là phòng thờ đó anh chị. Phía trước này này. À, phía trước đây là một cái khu vực sân thượng ở phía trước của nhà mình. Sân thượng phía trước anh chị nha. Thì giờ phải mở cái này ra. À, sân thượng này cũng tương đối rộng đó ha. Đấy. Mình giặt phơi đồ trên đây cũng được này anh chị ha. Không thì mình phơi ở phía dưới. Nhà mình có hai chỗ để mình giặt phơi đồ. Vậy là căn nhà này là một trệt 2 tầng lầu, đúc 3 tấm xây mới. À, diện tích đất là 64m và thổ cư hết anh chị nha. À, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh chị nha. Đó. Hiện tại bây giờ đang bán giá chính chủ là 3.8 tỷ mà còn thương lượng thoải mái. Anh chị yêu thích thì cứ trả giá ha. Đó, mình cứ thương thảo thuận mua vừa bán anh chị yên tâm, sổ sách là đầy đủ. Bên em chỉ bán những bất động sản có sổ hồng thôi, anh chị yên tâm ha, pháp lý rõ ràng và minh bạch. Ở khu dân cư đây, đó, đẹp nhá. Rồi. À, hẹn gặp lại anh chị trong các video mới của em Hải, em xin cảm ơn.